Mấy hôm nay thì ở quê Sơn rất là nắng nha mọi người. Ngày nào nó cũng nắng chói chang hết á. Cho nên là Sơn quay video vào cái thời gian này thì thật sự nó hơi vất một tí nha. Nhưng mà khi mà mọi người xem video, mọi người ủng hộ cho Sơn á, thì là Sơn sẽ rất cảm thấy rất là vui. Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem video của Sơn nha. Cho nên là có vất thế nào thì Sơn cũng sẽ cố gắng Sơn quay video cho mọi người xem. Sơn chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Mọi người xem cái chỗ đám ruộng của Sơn hiện tại bây giờ Sơn đang đứng này. Thì vào mùa này á, thì người ta thu hoạch hết rồi ấy, mọi người. Để lại những cái vạt đất trồng rất là rộng luôn nha. Ở quê Sơn vào mùa này thì nắng nóng rất là gay gắt. Cho nên là vào mùa này thì người ta không có làm gì hết nha. Đợi vào mùa lành thì người ta bắt đầu đi gieo mùa mới nha. Mọi người xem hôm nay Sơn chuẩn bị thêm một cái chân giò này. Thì chính xác thì cái chân giò này thì Sơn mua từ hôm qua. Nhưng mà sáng hôm nay thì Sơn bắt đầu mới có thời gian để Sơn quay clip cho mọi người xem ấy. Thì cũng khá là lâu rồi Sơn chưa có làm và chế biến ăn các cái món ăn từ chân giò heo nha. Thì hôm nay thì Sơn sẽ về nhà mình làm cái nước ướp siêu cay mà trước giờ Sơn hay chế biến thịt cho mọi người ăn ấy. Thì mình làm một cái món đấy là món chân giò nướng siêu cay nha mọi người. Cái chân giò heo này thì Sơn mua từ hôm qua ấy mọi người. Sơn bảo quản lành, bây giờ Sơn lấy ra ấy thì nó vẫn còn ướt đấy mọi người. Bây giờ thì mình sẽ phải tranh thủ mình về và mình chế biến luôn. Không thì mình để lâu quá thì Sơn sợ nó sẽ hỏng á, và ăn thì nó sẽ không ngon nha. Ok, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người về cùng chế biến và bắt đầu thưởng thức với mình nha. Mọi người xem cái chân giò của Sơn đã ướp này mọi người. Nhìn màu sắc thì rất là đẹp luôn nha. Cái này thì bây giờ Sơn sẽ để đây tầm 15 đến 20 phút gì đấy cho nó ngấm hết mấy cái gia vị, khi nướng lên thì nó ngon nha. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái bếp lửa rồi một lát nữa mình cùng nhau nướng nha mọi người. Không biết là cái này khi nướng lên thì nó có bị dai hay không ấy mọi người, tại vì mình chưa có ăn chân giò nướng khi nào hết. Cho nên là mình sợ một lát nữa khi mình nướng lên thì nó bị dai nha. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ đi chuẩn bị bếp lửa đã, rồi một lát nữa mình sẽ cùng nhau nướng và thưởng thức nha mọi người. Cái chân giò thì Sơn bây giờ Sơn sẽ để đây Sơn nướng và thỉnh thoảng Sơn sẽ ra Sơn quay Sơn trở nha mọi người cho nó đỡ cháy nha. Và khoảng tầm thì mình nướng khoảng tầm 20 tới 25 phút hoặc 30 phút gì đấy thì nó sẽ chín nha. Rồi một lát nữa thì mình sẽ bắt đầu cùng tất cả mọi người mình thưởng thức nha. Mọi người nhìn xem này. Cái màu nó bắt đầu chuyển sang xém xém rồi này mọi người. Nhìn rất là ngon nha. Mình ướp nó khá cay ấy, lát nữa ăn chắc chắn sẽ rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ nướng cho nó xong cái đã, rồi một lát nữa thì mình sẽ cùng mời tất cả mọi người cùng thưởng thức nha. Mọi người xem chân giò heo Sơn nướng xong rồi mọi người này. Nó vẫn còn hơi nóng một tí nha. Sơn sẽ để một lát nữa rồi Sơn mình cũng thưởng thức nha. Màu thì sau khi nó chín thì nó không còn được đẹp như cái lúc mà mình chưa nướng ấy mọi người. Tại vì nướng rồi thì nó sẽ bị khô lại ấy, cho nên là màu nó không còn đẹp nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ mời với tất cả mọi người nha. Mọi người cùng xem cái chân giò sau khi Sơn nướng xong này mọi người. Nhìn nó xém xém rất là ngon luôn nha. Bây giờ thì đây là cái chén mới ướt Sơn vừa đâm này. Bây giờ thì Sơn mời tất cả mọi người nha. Chắc là mình phải làm cái video này nhanh nhanh nhé mọi người. Trời sắp trở mưa rồi mọi người ạ. Mấy hôm nay trời trở mưa liên tục luôn. Bây giờ không biết ăn như nào đây. Ăn như này, cầm như này ăn luôn nha mọi người. Ăn như này cảm giác nó mới hấp dẫn nha. Bây giờ thì mình sẽ tẩm muối ớt lên đây và mình ăn nha mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. Mọi người xem bên trong của nó này. Chín rồi mọi người ạ, rất là ngon luôn. Tại vì cái chén này nhỏ quá, mình phải dùng tay.
Trái này mà to một tí thì mình không phải dùng tay rồi, mình phải dùng tay tết muối ớt lên để mình ăn. Mình cứ tưởng là nướng lên nó dai lắm nhưng ai ngờ không dai lắm mọi người ạ. Cái da thì nó dai giòn sật sật đấy, còn cái thịt bên trong nó rất là mềm luôn. Gia vị rất là đều luôn, rất là hòa quyện luôn. Không hề dai một chút nào mọi người ạ, ăn rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn một miếng ớt to luôn nha mọi người. Nó không có nhiều thịt lắm ấy mọi người, chủ yếu nó toàn là da. Cái món này mà mọi người mà muốn ăn tại nhà thì cũng dễ làm thôi mọi người ạ. Ướp ngon nướng nó thấy ngon à. Thì cũng khá là lâu rồi á, Sơn chưa có làm video. Thì Sơn rất là xin lỗi mọi người vì không ra video đều được ấy. Tại vì là Sơn còn mắc một số công việc khác nữa, cho nên là mọi người thông cảm cho Sơn với nha. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng quay video đều đều hơn một tí nữa để cho mọi người có video để xem nha. Những ai mà yêu thích Sơn á thì nhớ để lại like, đăng ký và để lại comment để Sơn biết mọi người cùng thích xem video gì để Sơn có thể làm cho mọi người xem nha. Nếu mọi người có ý tưởng gì ấy, mọi người có thể comment bên dưới video ấy, để Sơn biết Sơn làm nha mọi người. Không có bẻ được mọi người ạ, phải chấp nhận ăn như này thôi. Rất là ngon luôn. Bây giờ thì cái chân giò này mình ăn cũng gần hết rồi ấy mọi người. Chắc là video cũng phải kết thúc thôi mọi người ạ. Cái video thì video này thì chắc là nó không có được dài lắm, tại vì là mình còn gấp gáp để mình đi làm ca chiều ấy. Cho nên là chắc là cái video này nó không có dài lắm nha. Bây giờ thì Sơn mời mọi người thêm một miếng nữa nha. Cái phần này mình chưa có ăn đến nơi này, mình sẽ ăn một miếng ở đây nha. Rồi mình cùng chào tạm biệt nhau nha mọi người. Sơn mời tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem video của Sơn nha. Tạm biệt mọi người.